Xin kể cho quý vị nghe, có một vị Phật tử nhà ở Cai Lậy, Tiền Giang. Gia đình của chú là làm nghề đóng ghe tàu. Thì mỗi lần ghe tàu mà cập bến, đóng cho người ta xong, lắp ráp máy xong rồi, giao hàng, lúc nào chiếc ghe đó cũng bị trục trặc phải sửa. Nó không gãy chân vịt thì nó cũng gãy cái khác. Do đó mà chú này muốn dẹp hết, làm cái bờ kè cho thiệt rộng ở dưới bến, để ghe tàu của mình tấp vào rồi đi ra cho nó không bị vướng dấp rễ cây, rồi nó không phải chém chặt để gãy chân vịt, để gãy cái này gãy cái kia. Chứ nếu không á, thì mình mất uy tín với người ta. Làm xong cái chờ người ta đến lấy ghe lấy tàu đặt hàng, người ta chờ ngày lấy cái giao hàng, cái bị trục trặc, cái mất uy tín. Thế chú mới cho làm bờ kè. Nguyên một cái dải bến của chú á, có nhiều cây cổ thụ lắm. Chú cho đốn hết mấy cây đó cho nó gọn, xong rồi cái làm cái bờ kè đó cho ghe tàu tấp bến dễ. Nhưng khi những cây cổ thụ này chú đốn á, chú không có xin phép. Chú không biết những cái cây cao quá 2 mét thường thường có các loài quỷ thần trú ẩn nơi đây. Cho nên trước khi mình đốn mình chặt, tức là mình phá chỗ ở của các loài quỷ thần, thì mình phải xin phép. Đến đó phải xin báo cho người ta biết là còn 2 ngày nữa, 3 ngày nữa, 5 ngày nữa, 7 ngày nữa, hoặc là ngày mai chúng tôi có việc cần phải sử dụng đến cái cây này, do đó cần phải đốn chặt. Xin các vị quỷ thần nương náu ở nơi đây, xin các vị quan hỷ dời đi nơi khác, cho chúng tôi đốn chặt cái cây này làm phương tiện sử dụng trong sinh hoạt gia đình của mình. Xin các vị hoan hỷ. Mình phải nói cho các vị quỷ thần này biết, để cho các vị quỷ thần dời đi nha. Mà chú này chú không nói gì hết, cho đốn ngang luôn. Xong rồi quý vị biết không, đốn xong làm bờ kè, đang làm vậy đó. 3 ngày sau, chú đang ngủ ở trong phòng nửa đêm vậy đó, chú nằm thấy ác mộng, thấy một cái người đàn bà tóc xõa dài vậy nè, đứng ở ngay cái đầu giường gào thét lên: mày trả nhà cho tao, mày phá nhà tao, mày trả nhà cho tao. Kêu gào thảm thiết mà khóc lóc inh ỏi luôn. Cái chú nói: tôi có phá nhà ai đâu mà đến đây đòi. Mày đốn cây là mày phải phá chỗ ở của tao, mà mày nói không có hả? Mày trả cho tao cái nhà nha, tao không có chỗ nương náu, tao phá mày chết luôn. Hăm dọa vậy đó. Chú giật mình, mồ hôi ướt đẫm cả người luôn. Sợ quá đi thưa quý vị, quá sợ đi, mồ hôi ướt đẫm lên trên người luôn rồi. Chú lết không mà. Lúc này nha, chú lết không, quá sợ đi, lết ra khỏi cái phòng ngủ. Ở trước cái phòng ngủ là cái gian phòng đó chú thờ Phật. Chú bò chú lết sao ra được cái bàn Phật rồi, quỳ ngay trước Phật: Phật ơi cứu con. Con đâu có biết con đốn cây là con phá chỗ ở của các vị này đâu, mà người ta đến người ta đòi. Không biết là ai cái bà gì đâu mà bà hung dữ quá, bà gào bà thét, mà bà kêu bà la bà khóc inh ỏi, bà đòi trả nhà cho bà. Con làm sao con trả đây, con sợ quá, bây giờ con không có dám ngủ nữa, con ngủ con sợ con thấy ác mộng. Con làm sao đây, Phật ơi cứu con với. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Vừa lại Phật vừa lần chuỗi vậy nè, không dám vô ngủ nữa. Cứ Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Niệm sau một hồi cái chú ngủ gục. Mùi quá rồi cái ngủ gục. Đang lúc ngủ thiêu thiêu nè, cái tay mà còn lần vậy. Đang lúc ngủ thiêu thiêu cái chú nghe, không có thấy ai trước mặt mình hết. Nhưng mà chú nghe văng vẳng bên tai: đi đến chùa Hưng Thiền, gặp ông sư ngồi trong động đá đó, thỉnh ông sư đến đây tụng thời kinh khai thị siêu độ. Nói vậy đó. Cái chú mở mắt ra hỏi: ông sư nào ở trong động đá, chùa Hưng Thiền ở đâu? Chứ tự hỏi vậy, tự nói lên vậy đó. Mà lúc này giật mình rồi, biết hỏi ai đây. Cái chú mới đến chùa. Chú đến mấy cái chùa ở Cai Lậy, hỏi biết chùa Hưng Thiền ở đâu không. Cái người ta nói ở Tiền Giang cũng có một ngôi chùa Hưng Thiền, nhưng mà ở Cao Lãnh cũng có một ngôi chùa Hưng Thiền. Chú đi đến Tiền Giang, vô rồi thì cũng không gặp ông sư nào ngồi trong động đá. Chú mới lần theo hỏi người ta chùa Hưng Thiền ở Cao Lãnh. Thì chú đi đến chùa của tụi con vào lúc buổi chiều 4 giờ. 4 giờ chiều là giờ đó quý cô đang công phu chiều, niệm Phật công phu chiều, ai cũng đang niệm Phật. Lúc này sư ông đang ngồi trong cái phòng Tam Bảo đó,
cái bàn thờ Tam Bảo có làm cái phòng ở bên trong. Sư ông khi nào niệm Phật xong rồi sư ông cũng có khi vô trong phòng Tam Bảo đó để ngồi tịnh tọa. Thì lúc này sư ông đang ngồi ở bên trong đang niệm Phật, lại Phật, đang ngồi vậy đó. Cái ông ta bước vô chùa Hưng Thiền, cái ông ta nói rồi, thất vọng nữa rồi. Ông sư mà trong giấc mộng mình nghe bên tai của mình, ông sư ngồi trong động đá ở chùa Hưng Thiền, mà chùa toàn là nữ, không ông sư ở chỗ nào? Chùa này là chùa ni, ông sư ở chỗ nào? Cái chú thất vọng rồi, không biết ai cứu mình đây. Cái chú mới móc ở trong túi ra 500 ngàn, chú mới đi đến chùa của tụi con á. Thì cái thùng phước điền á không có đặt ở giữa, sư ông không có cho, tụi con phải để hai cái bàn á, hai cái bàn hình vuông nhỏ nhỏ thấp vậy nè, một bên thì để chuông, một bên để trống. Hai cái bàn đó là một bên để chuông, một bên để mỏ. Thì hai cái bàn đó mới để phước điền Tam Bảo, mà để hàng chữ nhỏ dưới thôi, chứ sư ông không có cho để thùng phước điền. Để hai bên, một bên chuông bên mỏ. Cái chú mới để, mới bước đến bên tay phải, tức là bên mà để chuông đó, chú mới để vô trong thùng phước điền 500 ngàn. Cái chú chắp tay xuống chú xá vậy nè. Thì khi chú đứng một bên chú xá, thì cái cửa của phòng Tam Bảo là sư ông đang ngồi đó. Thì lúc này cũng đồng thời một lúc, khi chú bỏ tiền chú mới vừa cúi xá, thì sư ông cũng cúi đầu lại xuống, vừa chắp tay cúi đầu lại xuống. Cái đầu ông mới vừa gục xuống như thế này ở trong cái phòng Tam Bảo. Chú Minh lết, ông sư ngồi trong động đá đây rồi. Chú Minh hết đến gần nói, ông sư ngồi trong động đá đây rồi. Ở đâu chùa ni mà có cái ông sư ngồi trong động đá đây nè, ngồi trong cái phòng Tam Bảo đó. Cái chú Minh lết và khóc, nói thầy ơi cứu con với, ông sư ơi cứu con với. Cái sư ông mới hỏi cứu là sao, chú nói đi. Cái chú kể đỏ sự tình vậy đó. Bây giờ con sợ lắm, con không dám ngủ, con mắt trắng xác luôn vậy đó, cứ ám ảnh sợ cái người đó đến kêu đòi nhà. Bây giờ con đi xe hơi, ông sư ơi, ông sư lên xe con chở ông sư đến nhà con ở Cai Lậy nè. Ông sư tụng thời kinh siêu độ khai thị giùm cho con đi, chứ con bây giờ con sợ quá không biết làm sao đền nhà cho người ta. Chú năn nỉ, chú khóc quá. Cái sư ông thấy động lòng nói thôi đi, con chở chú đi nha. Sư ông không có xưng bằng thầy gì hết mà nói con chở chú đi nha. Cái chú Phật tử đó mới thỉnh sư ông cái dẫn xuống. Mà lúc đó quý cô ở trên chánh điện đang tụng kinh niệm Phật, thì thấy người Phật tử đi vào rồi đưa sư ông xuống, thì cũng tưởng là bình thường nhiều Phật tử đến tìm sư ông vậy thôi. Ai ngờ chú đưa xuống, đưa sư ông lên xe, hồi nào ở trong chùa cũng không ai hay, không ai biết hết trơn, không biết đi đâu nữa. Mà không bao giờ thời công phu vậy mà sư ông bỏ xuống bao giờ đâu. Rồi cái đi xong tới khoảng 7 giờ tối, lúc này là quý cô chạy đi kiếm rồi nghe, không biết sư ông đi đâu mà không có báo, không có nói gì hết, hỏi ra không ai biết hết. Chút xíu nữa xe hơi ngừng trước cổng chùa, cái mở cửa cho sư ông đi xuống. Tụi con mới ra hỏi sư ông ơi, nãy giờ sư ông đi đâu? Xong mới kể hết cho tụi con nghe. Ông này ông đến, ông thỉnh đến nhà, ông tụng thời kinh, ông dẫn ra ngay cái bờ kè đó, rồi cái lập bàn thờ ở ngoài. Sư ông khai thị tụng kinh, khai thị niệm Phật, hồi hướng cho, xong rồi đi về. Kể từ đó về sau không có thấy ác mộng nữa. Cái Tết chú đến chùa, chú mừng lắm, nói cho con quy y lại đi. Hồi đó con quy y rồi, giờ con quy y lại nữa. Quy y rồi thì không sao hết, không cần phải quy y lại. Nhưng mà muốn nghe tâm quy ngũ giới với ý nghĩa như thế nào để thực hành đúng pháp, thì ngồi đó lắng nghe chứ không cần quy y lại đâu. Nhưng mà mình ngồi nghe lại để mình hiểu ý nghĩa tâm quy là gì, ngũ giới là gì, quy hướng về Tam Bảo là phải làm sao, và thực hành ngũ giới đem đến công đức lợi ích gì. Quý Phật tử biết bây giờ chú phát tâm ăn chay niệm Phật luôn, sợ lắm, phá chỗ ở của quỷ thần đó quý vị ơi. Cho nên ngay bây giờ chúng ta tài vật tiền của sở hữu gì của bất kỳ một ai, nói chung là tài vật có chủ mà người chủ chưa cho, ta không được phép lấy, dù là một cọng rau, một trái ớt cũng không được quyền lấy nữa nghe quý vị. Mà chúng ta còn đem tài sản tiền của mình tạo ra một cách hợp pháp, một cách hợp lý để chia sẻ qua phương cách bố thí và cúng dường. Nhờ vậy mà quý vị đã nuôi dưỡng được công đức lành, sẽ có được cái phước báo giàu sang.
Bố thí cúng dường là một phương cách bán nghèo mua giàu đó quý vị. Ai trong cuộc sống hiện tại giữa đời này, đời sống của mình cơ cực, khó khăn, vật chất thiếu thốn, ta nên biết rằng đó là do cái tâm tham lam bỏng sẻn trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên chiêu cảm cái quả báo hiện đời thân mình túng thiếu nghèo hèn như thế. Bây giờ mình muốn bán cái nghèo để mua cái giàu, muốn có được cái phước báo giàu sang, Đức Phật dạy chúng ta qua phương cách bố thí và cúng dường. Một hạt gieo nhân trăm hạt thâu, một đồng bố thí vạn đồng thâu, ngân hàng phước báo ta nên gửi, lãi suất về sau mãi được thâu.